thịt chó chấm mắm tôm. Từ ngày có kể cai quản, huyện ta mới trật tự an bình như này. Cũng nhờ thế mà mấy năm nay bọn đạo tặc im hơi lặng tiếng hẳn, tỉnh không còn lấy một vụ trộm. Mà nghe đâu á, ông ấy sắp hết thời gian nhậm chức rồi, đang sửa soạn trở về quê thì phải. Lên bỏ ngục 3 năm vì tội trộm cướp, dẫn đi diễu phố, trừng trị nghiêm minh, làm gương cho kẻ khác. Kỳ này tôi mời anh đến đây, nhờ anh một việc là trả thù tên quan Thanh Chương đó. Chuyện nhỏ, phàm là quan, ai trả đục khoét chút đỉnh, âu việc làm cướp của chúng ta cũng coi như góp một tay trừ bão cho dân. Vậy đợi trong đêm nay, khoảng canh ba, chúng ta sẽ lẻn vào nhà hắn, xem thực hư tình hình thế nào, rồi cùng thực hiện. Được. Bẩm ông, chừng này đã đủ chưa ạ? Cũng hòm hòm rồi đấy, ngày mai chúng ta chỉ việc lên đường thôi. Quả là không sai, trước khi về quê hắn cũng đã đục khoét được kha khá của cải, xem ra cũng khá khẩm không kém gì mấy ông quan trước. Thế mà chúng ta phải bàn bạc kế hoạch cụ thể để hành động ngay thôi. Ngày mai chúng đã rời đây về quê rồi. Cẩn thận, cẩn thận một chút. Chúng đều là những thứ quý giá cả đời của ta. Bao mau đưa luôn lên thuyền giúp ta đi. Tạm biệt ngài. Tạm biệt ngài. Tạm biệt bà con. Cảm ơn bà con đã nhiệt tình đưa tiễn tôi thế này. Thật là Thanh Chương tôi cảm kích vô cùng. Chúc bà con và huyện lỵ ta luôn bình an, không còn bọn đảo tặc làm càn. Chào ngài, có dịp mời ngài ghé thăm. Bẩm ông, chúng ta đi gần hết huyện lỵ rồi, nhưng trời cũng đã tối. Mời ông tạm nghỉ ở trấn này một đêm vậy, sáng mai ta đi tiếp. Được. Bẩm ông, có trộm. Bẩm ông, bọn đạo tặc to gan, ông chưa rời khỏi huyện, chúng đã nổi dậy hoành hành. Hay là ông cho lệnh quay trở lại, chúng còn quyết tìm ra thủ phạm. Dù sao quan mới cũng đã về nhậm chức, ta quay lại cũng là điều không nên. Nhưng bẩm ông, chẳng nhẽ lại bất lực để bọn cướp ngang nhiên cướp hết bao năm của ông sao? Thôi, trời bên kẻo muộn, chúng trộm được rồi, tất đã cao chạy xa bay, giờ có đuổi theo cũng thành vô ích. Lần này chúng ta đã đánh được quả lớn, thùng nào thùng nấy nặng lắm. Xét cho cùng, ông ta cũng là một ruột với anh em ta, cùng là quân kẻ cướp thôi phải không? Có những lúc chúng ta phải hợp sức thì mới vạch trần được lũ sâu bọ này. Giờ thì để xem chúng đã đục khoét của dân bao nhiêu nào. Mày đâu, mở nắp thùng ra cho ta. Trời ơi, sao lại nhiều đến thế này chứ? Trông giống như mấy cái rương của ông đã bị đánh cắp thế nhỉ? Quả nhiên là mấy cái rương của ta, ta cứ tưởng chúng đã mất rồi. Gửi quan Chương Thanh, khi ông trời huyện có mang theo 10 chiếc thùng gỗ lớn, không khỏi khiến chúng tôi thêm phần hoài nghi về vị quan nổi tiếng thanh liêm như ông. Cho nên, chúng tôi đã lên kế hoạch đi theo để lấy trộm bằng được tài sản của ông. Trước là trả thù và cảnh cáo ông, sau là vạch trần bộ mặt của quan lại các ông cho dân chúng biết. Nhưng mở xem mới thấy tất cả mấy cái rương gỗ đều toàn sách là sách, vì chỉ có một cái rương bên trong có chứa túi tiền nhỏ, mở ra thấy có 32 đồng. Một viên quan huyện thanh liêm khi nhậm chức cũng có được 10 vạn đồng. Ông làm huyện lệnh nhiều năm vậy mà vẫn nghèo như không. Bọn tôi lúc trước đã mạo phạm nhiều, thật sự xin lỗi ông. Đặc biệt xin trả lại những vật đã lấy trộm trước kia, mong được đại nhân bao dung tha thứ. Đời này tôi xin cúi đầu ái mộ ông và tự hứa đây là vụ trộm cuối cùng của đời mình. Chàng trai yếu đuối.
cả hai đều mới bước chân vào showbiz mà đã trở thành những nghệ sĩ được yêu thích, giờ còn là cặp đôi vàng được truyền thông săn đón nữa. Anh này, em đang định đi chỉnh sửa chút ở mặt cho đẹp hơn, anh xem thế nào, sắp xếp thời gian cho em nhé. Lại chỉnh sửa, để báo chí phát hiện được em sẽ không yên đâu. Ông bầu còn chưa lên tiếng chuyện này, anh chỉ là quản lý sao phải nhiều chuyện thế. Anh cứ mặc kệ cô ấy, mà anh cũng bớt bớt lịch diễn cho em đi. Chỉ diễn nơi nào cát xê cao thôi, rồi một tháng hát vài ba nơi là được rồi. Cậu đi hát ít thế, thì tôi biết ăn nói thế nào với công ty, với người hâm mộ. Em không biết, anh mà nhận nhiều là em bỏ show đấy. Được lắm, bây giờ các cô, các cậu đang nổi, thích gì được nấy, không ai cản được. Đến lúc có hậu quả thì đừng trách. Một thời gian sau, truyền thông gần đây không ngừng đưa tin về những scandal của nữ ca sĩ Lê Chi, từ việc hỗn láo với đàn chị, phẫu thuật chỉnh hình đến ăn mặc phản cảm. Việc khán giả đồng loạt quay lưng lại với Lê Chi cũng chính là bài học cho lớp nghệ sĩ trẻ về thái độ trước công chúng. Bao giờ cậu mới thôi nông nổi, bao giờ mới chịu sống có trách nhiệm đây Vũ? Các cậu đi bar ăn chơi thác loạn, rồi lại bỏ lịch diễn không một lý do. Vì cậu mà công ty đã tổn thất bao nhiêu cậu biết không? Lê Chi đang gặp rắc rối, giờ lại thêm cậu nữa. Hai cô cậu đã cùng nhau trở thành cặp đôi bê bối của làng giải trí rồi đấy. Hôm qua, bọn em đã chia tay rồi. Chắc tại cả hai đều đang gặp chuyện, nên không thể quan tâm nhau nhiều như xưa. Có lẽ cả hai đứa đều còn trẻ tuổi, lại nổi tiếng quá nhanh, nên không thoát khỏi sai lầm, vấp ngã. Cứ im lặng một thời gian, rồi đâu lại sẽ vào đấy. Một năm sau, mới sáng ra đã nghe mẹ cầu nhau. Bố mẹ không phải bận tâm đâu, con đã lớn từng này rồi, còn phải để bố mẹ lo à. Lâu lắm rồi không gặp cậu, tôi có thể vào trong không? Tôi thấy tập hóa đơn sinh hoạt, điện, nước này trước cửa. Nếu cuộc sống khó khăn quá thì bảo tôi một tiếng. Tôi sống thế nào kệ tôi. Một năm trước khi tôi gặp rắc rối, anh và công ty đã bỏ rơi tôi. Giờ các người thấy tội lỗi à? Chúng tôi không nợ cậu gì hết. Tôi chỉ tiếc cho giọng hát trời phú của cậu, muốn giúp cậu thoát khỏi đám rác rưởi này thôi. Anh đi ra khỏi đây, cuộc sống của tôi không đến lượt anh lo. Một năm trôi qua mà cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Cậu có biết một năm qua Lê Chi đã nỗ lực cố gắng thế nào để đứng dậy không? Cả hai đều rất tài năng, đều gặp rắc rối khi còn trẻ. Tại sao Lê Chi có thể tự đứng dậy mà cậu thì không? Lê Chi đã nhờ tôi hỏi thăm về cậu. Con bé thực sự muốn giúp cậu trở lại. Lê Chi đi hát lại rồi à? Sao mấy cái bê bối kia? Anh tưởng cô ấy giải nghệ rồi chứ. Anh không biết đâu. Một năm qua chị ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả để bắt đầu lại. Thật là đáng ngưỡng mộ. Ôi, tôi xin lỗi. Cậu này có phải Khánh Vũ, ca sĩ Khánh Vũ không nhỉ? Chắc không phải đâu, mắt anh bị sao đấy? Anh Khánh Vũ đâu trông thảm hại như thế. Có lẽ hào quang đã trở lại với em như xưa rồi. Anh không muốn nhận sự thương hại của em, cũng không cần nhờ em. Anh cũng có thể tự đứng dậy được. Anh cứ tin tưởng làm việc với em một lần đi. Anh biết khả năng của em. Khỉ thật, không tiền, không quan hệ, không làm được cái quái gì cả. À, đúng rồi. Họ bảo sẽ cắt điện, cắt nước nếu hôm nay mình không đóng tiền. Phòng 404, cậu đã trễ tiền phòng mấy tháng nay rồi. Cậu ra đây cho tôi. Tôi cho cậu thêm mấy ngày nữa. Nếu không đóng đủ tiền phòng thì dọn ngay ra khỏi đây cho tôi. Vũ, Vũ, ăn cơm cho con. Mẹ biết là con không thích, nhưng nếu hết tiền thì bảo mẹ gửi lên cho nhé. Hôm nay mẹ thấy trên TV phát lại bài hát của con. Ôi, vẫn là con trai của mẹ hát hay nhất. Mẹ ơi, con là thằng con trai yếu đuối. Tại sao người ta có thể mạnh mẽ tự đứng dậy sau vấp ngã, còn con thì không? Con thật sự không phải người mạnh mẽ, nhưng đâu có nghĩa là con yếu đuối.
Mỗi người có một cách vượt qua khó khăn khác nhau. Khi con không thể tự mình đứng dậy, thì đơn giản là nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Điều đó không chứng tỏ con là kẻ yếu đuối. Kẻ yếu đuối thực sự chính là những người không thể gạt bỏ cái tôi, gạt bỏ quá khứ để bắt đầu lại từ đầu sau thất bại. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi để tôi có thể vững vàng và trở lại như ngày hôm nay. Tôi đã từng nông nổi, từng vấp ngã tưởng như không thể đứng dậy nổi. Nhưng sau tất cả, tôi đã dần trưởng thành và biết cách chấp nhận con người mình. Tôi nhận ra mình không phải là người mạnh mẽ, nhưng có lẽ vì thế mà tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Sẽ thật yếu đuối nếu như tôi không biết trân trọng và đón nhận nó. Mệt không con? Nhanh vào nghỉ còn chuẩn bị tiết mục sao? Mẹ cứ như quản lý của con ấy. Tiểu thư nón gỗ. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc Kawachi có một gia đình giàu có. Cuộc sống của họ tuy rất sung túc, nhưng họ mãi không có con. Họ đến cầu nguyện Phật Bà Quan Âm ở Hasedera với mong ước sinh được một đứa con. Ít lâu sau, cặp vợ chồng hạ sinh một cô bé gái đẹp kháu khỉnh. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp, lại rất có tài năng và khéo léo. Năm cô bé tròn 13 tuổi, mẹ cô bất chợt lâm bệnh nặng. Trước khi mất, mẹ gọi cô bé đến dặn dò. Con gái yêu của mẹ, mẹ phải xa con rồi. Mẹ có một món quà muốn tặng con. Nó chắc chắn sẽ giúp cho con sau này. Một chiếc nón ư? Hãy đội lên đi con. Mẹ, mẹ ơi! Cha cô bé dùng mọi cách để tháo chiếc nón ra nhưng không được. Cuối cùng, ông đành phải bỏ cuộc. Kể từ đó, mọi người đặt cho cô biệt danh là cô nàng nón gỗ. Ai ai cũng ghẻ lạnh, xa lánh vì chiếc nón kỳ lạ trên đầu cô. Một thời gian sau, cha nàng nón gỗ cưới vợ mới. Đó là một người phụ nữ gian ngoa, độc ác. Con bé đó đã bị nguyền rủa. Nếu giữ nó trong nhà, chắc chắn mọi người trong nhà sẽ gặp vận rủi. Thảo nào gần đây tôi thấy mọi việc cứ trục trặc thế nào ấy. Hóa ra là vì có kẻ mang điềm xấu đến. Một ngày, cha nàng nón gỗ phải đi làm ăn xa. Bà mẹ kế đã nhân cơ hội để thực hiện âm mưu của mình. Cô hãy cút ra khỏi ngôi nhà này. Đừng ở lại đây để trù yếm mọi người nữa. Nhưng đây là nhà của con mà. Con phải đợi cha con trở về đã. Cha cô còn lâu mới về. Hơn nữa, từ lâu ông ấy đã không còn muốn giữ cô ở lại đây rồi. Mau đi đi. Trên đời này không có ai cần mình. Không còn ai yêu thương mình nữa. Mình sống cũng có ích gì đâu. Nàng nón gỗ nhảy sông tự vẫn, nhưng chiếc nón lại giữ nàng luôn nổi trên mặt nước. Kiệt sức vì tự tử không thành, nàng lặng lẽ ngồi xuống dưới một gốc cây để mặc cho mọi sự trôi qua. Đúng lúc đó, một vị quan lớn trong triều đi ngang qua, cảm thông với số phận của nàng. Ông bèn đưa nàng về phủ để làm người đun nước tắm. Vị quan có 4 người con trai, 3 người con đầu đều đã lấy vợ, là những tiểu thư quyền quý. Chỉ còn người con út chưa lập gia đình. Ơi, chú chim nhỏ tội nghiệp, đừng lo, chị sẽ chăm sóc cho em mau khỏe lại. Vẫn còn nhiều việc phải làm quá. Nàng có cần ta giúp gì không? Công tử, sao người lại ở đây? Ta thấy nàng luôn làm việc chăm chỉ, mà không hé răng kêu than một lời. Ta thật sự rất cảm phục. Hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cảm ơn công tử. Lời động viên của chàng trai đã khiến nàng vô cùng xúc động. Đã từ rất lâu, không có ai nói với nàng những lời dịu dàng đến thế. Thưa cha, xin cha hãy cho con được cưới nàng nón gỗ làm vợ. Sao cơ? Con muốn cưới cô gái đội nón.
Vâng, thưa cha. Chính tấm lòng chân thật và tính cách hiền lành của nàng đã khiến con rung động. Không thể được. Ta chỉ là động lòng trắc ẩn mới mang con bé đó về đây. Sao con trai ta có thể cưới một con bé đội nón không rõ mặt mũi được? Con hãy nhìn các chị dâu con xem. Ai cũng có dung mạo hơn người. Tại sao con không chọn một cô gái như vậy mà lấy? Nhưng cha ơi, con thấy lấy vợ đâu phải chỉ vì dung mạo. Điều con yêu chính là tâm hồn của nàng. Thôi được, ngày kia là ngày thử tài con dâu theo truyền thống của gia đình ta. Nếu con có thể khiến mọi người nể phục cô ta, thì ta sẽ đồng ý hôn sự này. Xin Phật bà Quan Âm hãy cho con biết con nên làm thế nào. Ngày mai đã là ngày thử tài rồi. Nếu mọi người thấy con trong bộ dạng này, e rằng chàng sẽ bị chê cười. Con biết chàng thật lòng với con, nhưng con không muốn vì mình mà chàng bị chế giễu. Xin người hãy giúp con với. Khi nàng vừa dứt lời cầu nguyện, kỳ tích liền xảy ra. Chiếc nón đã rơi xuống rồi sao? Con trai út và cô nón gỗ sao đến giờ vẫn chưa thấy? Ồ, đẹp quá! Cô là cô gái đội nón đó sao? Vâng, thưa ngài. Đội ơn ngài giúp đỡ con bấy lâu nay. Khá lắm, con đã lựa chọn rất đúng. Ta sẽ tổ chức hôn sự cho con ngay ngày mai. Và thế là họ đã cưới nhau trong niềm vui và lời chúc tụng của tất cả mọi người. Ủa, kia là... Cha! Con gái của cha đi ư? Cha xin lỗi, cha đã bị bà ta lừa và cướp hết tài sản. Cha đã đi tìm con khắp nơi mà không gặp. Cha! Nàng đưa cha về chung sống. Từ đó gia đình họ sống hạnh phúc, êm ấm suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!